thị trường Mỹ thì rất là nhiều những cái tiệm nail, và Phong Thủy Tam Nguyên thì tư vấn và làm cho rất là nhiều những cái tiệm nail mà liên quan đến cái yếu tố phong thủy. Anh chị có thể nhìn thấy một cái yếu tố rất đặc trưng của Phong Thủy Tam Nguyên đúng không ạ? Đúng không ạ? Gương bát quái thiên nhị địa chi, tiền hoa mai, rồi đây là thái tử năm 2022 thì cũng đã được chủ tiệm nail lấy về, rồi sau đó là để đây là một cái tiệm nail supply. Đúng không ạ? Đây, rất là nhiều ạ. Supply tức là một cái đơn vị để mà thực hiện các việc bán buôn các cái đây là một tiệm nail supply, đúng không ạ? Rất là nhiều nó kho hàng. Chỗ này là có một cái cây lộc mà trồng lên rất là mạnh chính tại cái phương tài lộc của cái đơn này luôn, đúng không ạ? Đó, đây những cái vật phẩm phong thủy kia, Phong Thủy Thái Nguyên mà đặt vô cơ thần tài thì để đem lại cái may mắn. Đây là cặp tí hưu Phong Thủy Thái Nguyên, được bốc bát hang, bát nhang, rồi hoa mai siêu tài xoay, rồi bộ trấn của hoa mai cho thần tài. Thì ở cái tiệm mà nail này thì Phong Thủy Thái Nguyên đã tư vấn ở đây cách đây là 3 năm. Ở trong tiệm nail này thì khi mà Tam Nguyên tư vấn ấy, thì trước đây cái khu vực chỗ này là nó có là người ta để cái xe cũ và để xác ở cái nơi đây là cái phương càn, tức là phương Tây Bắc, tại cái tiệm nail này hướng Nam, và nó có một cái lối lên, đặc biệt là cái cống ở phía đằng sau phương vị chỗ này. Tôi sẽ đưa anh chị xem. Thế là có một cái khe nước ở cái phương vị chỗ này, đúng không ạ? Và trước đây thì người ta để một cái xe xác ở đây, thì khi đó thì tôi đã yêu cầu là rời cái xe đấy đi và trồng cỏ vào, và trong khoảng 3 năm là nó làm ăn rất là phát đạt. Wholesale và retail. Nó để ăn đi. Trong cái tiệm này dùng rất là nhiều những cái vật phẩm phong thủy Tam Nguyên để mà chiêu tăng thêm cái tài lộc, tăng thêm may mắn.